Lạy Chúa, con thương nàng đã lâu rồi, thương thì nhiều nhưng con chưa dám nói. Con thương nàng đã lâu rồi mà chưa dám hé môi, ngại ngùng không cùng tôn giáo thôi. Lạy Chúa, con thương nàng rất ngoan đạo, thương người thương hãy luôn đi xem lễ. Con thương nàng rất đơn sơ, màu áo trắng trinh nguyên với nét môi cười nắng. Con yêu nàng, tình yêu rất chân thành, tình yêu không lừa dối. Nhưng Chúa ơi, nàng nào hay biết đâu, một người ngoại đạo tha thiết yêu.
Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh tôi tới Chúa đây bởi nước và Thánh Thần, khi giải thoát họ khỏi tội lỗi thì lạy Chúa. Xin ban Chúa Thánh Thần đến an ủi trên người này. Xin ban cho người này ơn thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức. Xin ban cho người này ơn kính sợ Thiên Chúa bởi Đức Kitô Chúa chúng con. Chiều hôm nào tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau trước đấng tối cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên mẹ thương rất dịu, tình yêu dâng cao. Tay đan tay nhịp bước đi trên đời, xin yêu thương hạnh phúc đến cho người. Người tình em yêu, người tình em mến, mẹ ơi trông đến. Như chim kia nhịp cánh trên mây ngàn, đôi tim con hoa khúc hát huy hoàng. Trọn đời yêu nhau dù bao gian khó, có mẹ đừng lo. Chiều hôm nào tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau trước đấng tối cao, hứa yêu nhau trao chung sống trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau. Khấn xin mẹ thương rất dịu, tình yêu dâng cao. Mai sau đây gặp lúc phai âu sầu, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời thề hôm xưa cùng người yêu dấu tình thương tha thứ. Thank you.
Thiên Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn dùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân ân điển của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Hôm nay tất cả công đoàn chúng ta họp về trong thánh đường này cùng với hai gia đình để tổ chức hôn nhân cho đôi tân hôn. Chúng ta biết là trong mùa vọng, giáo hội mời gọi chúng ta hướng lòng lên Chúa với niềm hy vọng trông chờ Chúa đến xua tan bóng đen tội lỗi ở trong cuộc đời, như bài nhận lễ các đoàn đã ghi trong thánh lễ chúng ta cầu nguyện cho các bậc tiền nhân. Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng tham dự một việc hành ngồi nguyện thánh. Tôi đâu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã làm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều theo số. Người tại tôi, người tại tôi, người tại tôi mỗi đàn, vì mời tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trên. Mà đợi chờ con Chúa quang lâm, ước gì chúng con biết hăm hở cầm đèn cháy sáng trong tay ra đón người, như chính người đã đứng cứu độ chúng con đã bán dạy. Người là Thiên Chúa hằng sống và nhân trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần nên muôn thu muôn đời. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu vô phụ của các con.
và dùng bí tích đặc biệt làm cho các con như con vú và vú mẹ, để các con mãi mãi chung thủy với nhau và làm thành những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích thánh đẩy và thánh hiến các con. Bởi vậy, trước mặt hội thánh cha hỏi các con về ý định của các con. Giuse và Maria thuyết, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Các con có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái Chúa Giê-xu và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và hội thánh không? Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập và giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy cầm lấy tay nhau và nói đến sự ứng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và hội thánh. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu trở đi sự ứng thuận của các con được bày tỏ trước mặt hội thánh, và xin Chúa tuân đầu phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly, nào ta chôn tông Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho nhân chứng nhất này mà các con sắp trao cho nhau để làm giữ trì tình yêu và lòng trung thủy. Thì nơi
Kiên tình